Anh Kiệt Công Vật Liêu, anh Dạ chào. xin chào bà con cô bác và cộng đồng mạng trong nước và ngoài nước. Rồi em Anh chào bữa anh. nay anh bữa nay anh cũng vui quá. Anh mới về đi Chiến ơi. Rồi Rồi chào anh. chào em. Dạ chào anh. Bây giờ hai anh em mình tiếp tục bàn luận về câu chuyện của năm sầu riêng. Duyên Tuyền. Trời ơi bây giờ. Bây giờ em nói á, ông năm sầu riêng bữa nay là mình phải nói là cực kỳ ngon rồi. Bây giờ thấy ông sạch sẽ ra, đẹp trai ra rồi là mình mừng. Điều đó là mình mừng đó. Mà bây giờ em thấy ổng rồi, ổng hồi đó với bà Lành với cái bà Dân á, là ổng còn nổ phải không? Ổng còn nói chuyện giống như nói chuyện còn ra hồn. Còn bây giờ ổng gặp con Tiền xong ổng hết nổ nổi rồi. Ổng gung. Gung Anh hả? thấy rồi. Thôi bây giờ ở đây á, anh cũng gửi lời với bà con cô bác á, cái tiệm sắt ở nghĩa là Phong Điền rồi lên nghĩa là Ba Mít rồi chợ Trường Thành rồi ra tới nghĩa là Ô Môn Thúc Nốt vòng vòng luôn luôn nghe cô bác, dựa bà lò tối đi chứ con Tiền về đó ra không im rồi, coi chừng chồng bà con cô bác là nó hực cái chân đó. Con nhỏ này tôi coi cái tướng nó rồi, cái tướng của nó là dữ dằn lắm bà con ơi, chứ không phải chuyện chơi đâu à. Trời ơi trời, cũng tội nghiệp à, cho ông Tư ổng hú hồn hú vía ông đúng ba thôi, là ông ông ba vô trận này là ông vô trận này là ông gãy cài ổng rồi, chết luôn rồi. Trời hồi ơi tôi chưa từng, hồi chiều ông nói với em là ông nói là chú thoát chết. Đó ông nói đó, ông lên ông nói đó, ông hú hồn hú vía luôn đó. Trời ơi trời, con nhỏ này. Thôi bà con cô bác ơi, có nhiều lần tôi cũng nói với nó rồi, nhưng mà hình như không lai chuyển được rồi. Con nhỏ này là không có lai, không có cách nào mà lai chuyển được đâu. Đó mấy thằng chồng trước nó khoặt một hơi một, mấy thằng kia tê liệt hết trơn đó. Cũng thấy sao, ông năm sầu riêng này á, có cái người nghĩa là nghiện tình dục, cái người ham hố về tình dục đó. Nhưng mà ông năm sầu riêng ở bữa nay bà con cô bác thấy coi, đi lên cái băng đó mà nó xích ghét là ổng muốn té ghế luôn mà. Trời ơi tới chừng nó câu cổ ổng đó nghe, nó câu cổ ổng, ổng rút ra rút không được, bị nó nghẹt ra cái cổ rồi. Tới chừng ổng rút ra được rồi tôi thấy ông năm chồng kia ông xuống màu liền, cũng như gà mà nó bị cửa đâm hết eo vậy trời. Thánh thần Nó bị chạy mặt con gà mái này rồi. Gà này là gà thứ dữ mà, gà cái loại gà châu Phi mà. Đúng rồi. Trời ơi đợt tôi này là chưa ông năm từng sầu riêng banh, năm sầu riêng bữa nay banh, năm sầu riêng banh chắc anh banh. cũng tội nghiệp cho cái bà dưới Hậu Giang đó. Vậy đó mà bà không thở, hôm trước đó bà đi lên đó bà sợ mất tiền, bà chạy mà bà ngồi trên xe Honda mà bà chạy bà mất đầu tóc hồi nào bà không hay luôn đó. Trời. Bà thấy coi bà chạy mất đầu tóc luôn mà bà Dạ. chạy lên trển rồi bà vô trong nhà đó rồi bắt đầu ngu hồn ngu vía. Bà ngồi chưa có được nắm đít nữa thì thằng bồ nó chạy tới rồi, chạy Dạ. tới nó rồi bắt đầu nó ngăn cản. Mày thấy bà cũng hết hình dung rồi, bắt đầu bà chở ra quán bà đợi, bà xin số điện thoại. Rồi tới bữa nay bà về mày biết bà mà bà ăn chay luôn. Bà về bà nói trời ơi, hú hồn hú vía, nhờ trời Phật cứu con chứ thôi là chết cả mẹ lẫn con luôn. Chết hai mẹ con chết lượt. Đó. Trời đất ơi, hú hồn hú vía. Tôi thấy chưa có thấy ai như vậy trời ơi. Ông ba thì ông nói là hỏi ông ba ông có buồn không, ông nói không, chú phải cảm ơn ông năm sầu riêng vì có ông năm sầu riêng thế thân cho chú, không là chú chết không, chú gãy cài. Gãy cài chứ còn gì nữa. Anh đã bán tính bán nghi rồi. Yeah. Anh lâu lắm rồi, cách nay khoảng 10 bữa anh nói cáp chỗ nào cáp chứ con Tiền bị gì, cái ru của nó mạnh quá. Đúng rồi, rồi. Thành thử ra nó phải đón ông năm sầu riêng thôi. Anh nói mà nó 1-2 ngày nữa sẽ có chuyện lớn xảy ra. Đó em thấy coi bị nó nôn quá rồi. Em thấy ra đứng góc chuối mà nó đứng nó nhúng lên nhúng xuống, tao nói mấy cây chuối con chết luôn nó. Trời trời, tao chưa từng thấy ai như vậy à. Nó nhúng cỡ đó rồi ông năm sầu riêng đi Sài Gòn. Theo đúng ra ông năm sầu riêng ông ở trển với bánh mì 2-3 bữa nữa lận. Rồi. 2-3 bữa nào ông mới về. Nhưng mà ổng hối quá, gồm bánh mì nó lại nó nói đó. Em nghe sao nó nói, thôi bây giờ chú phải tính toán bớt cho con chứ. Ông nói không, không bớt đâu. Nó, ông dứt quá, ông lấy 5 triệu à.
mà thằng bánh mì nó không hay vụ này chứ nó hay cái vụ mà ổng bẻ kè ổng đòi gắt rồi ổng về với tiền coi chừng nó xuống nó đòi mấy triệu bạc lại đó bởi vì hứa đi 7 ngày mà mới có 4 hả nôn hết trơn rồi ổng nôn hết trơn rồi mà qua bữa nay anh thấy là hầm như cái mặt ổng thất thần thiệt à nhưng mà ông chưa nhưng biết mà chưa sao nhưng mà ổng mới là ổng mới về thành thành phố Hồ Chí Minh ổng mới về đây thôi phải không ổng mới về đây hồi sáng này thôi ổng mới gặp thanh ông con tiền thôi ngày mai á ngày mai mình mới coi ông Năm Sầu Riêng để coi ổng như thế nào mà câu chuyện ngày mai em nghi là ổng nói chuyện không nổi luôn á trời ơi tao thấy bữa nay anh thấy bữa nay mà vô cái làng Hoa Sa Đéc em tao thấy ổng đi mà ổng đi ổng đưa cái đít mà ra làm sao rồi tao đo bên đây cái tao dòm của tiền nó đưa cái bề ở sao đó ha thánh thần ở tao ga ni là cỡ 2 gan rưỡi anh đó 2 gan rưỡi bề ngang đó mà của ổng được mấy gan của ổng được mấy gan của ổng chừng 1 gan rưỡi tao hả rồi gan rưỡi hả rồi bẻ rồi bẻ bánh lái rồi. Bẻ bánh lái rồi với hai nữa ông Năm Sầu Riêng đó họ ở trong đó đó nhờ ổng hổm gà ổng đi chung mấy thằng này ổng ăn uống nó còn đỡ đỡ đó nghe hồi chớ hồi cái lúc mà ổng mới mới gặp với là con quy ở Lâm Mỹ đen em giờ mong Lâm ra riêng ổng xuống sắc dữ dằn luôn đó. Rồi sau mấy tới con dân con dân mà ở ngoài thành phố mà nhỏ thợ may tướng cao cao đen mặt vuông chữ điền đó là thấy ổng cũng si nữa rồi mới tới con Lành lành vô cái ổng hốt con Lành nghe hốt con Lành 3-4 bữa có thấy ổng gương mặt hồng hào lại rồi tới con dân chứ ông Năm Sầu Riêng hồi trước cái gốc của ổng là em biết không nhờ mấy thằng này nó dạy cho hồi trước là cái gốc ổng chính tông cái xóm đó người ta kêu ông Năm Khùng Năm Khùng Năm Khùng chứ không phải Năm Sầu Riêng có mẹ hay chân á đúng rồi mà về tên Bù Đăng Bầu Đốt và chỉnh ông cắt cây mướn mấy kia cũng gọi Năm Khùng luôn đúng từ cái mang cách Năm Khùng này mà tới trên chỉnh luôn có cái ông ở trên Bình Phước ông gọi xuống cho em mà ông nói là ở chỉnh người ta gọi là ông Năm Khùng Năm Khùng người nó tơn tơn mà em thấy có cái gia đình đó đó theo cái lý lịch đó thì con vợ đó thì cũng nguyên ngoại tình thằng con thì chích khúc nhờ có con gái đó đụng qua bển rồi có chồng này kia nó bên bển cái sao nó cũng quen với thằng Bắc thì tao đi ra miền Bắc luôn rồi giờ về đó nhờ nó có chuột ba cái đất đó chứ ổng có đất gì ổng là khùng thẳng luôn chứ Năm Khùng rồi ổng nói chuyện nghe nó tân khí mẹ luôn mà hai cặp này xứng lắm em ơi tao nói trời xanh một cặp à rồi trái trời giờ cái cặp này con tiền với ông Năm Sầu Riêng là trời xanh một cặp hả trời xanh cặp đó anh coi tướng rồi phải không anh coi cái tướng tử vi hết trơn rồi nhưng mà cái cặp này nó vô nó ở có được ta gọi là bắt sang giao chiến bị con nhỏ này tủi tức mà ổng thì tủi mùi ta nói là thình tức sủi mùi nó kỵ ngang mặt ở không được đâu mà đi vô là... nó ở nó diễn chơi vậy đó vậy nó là ở ông vài ba bữa bể chum liền vậy là ông Năm Sầu Riêng phải đứt ông Năm Sầu Riêng là bà con dòng họ nghĩa là hậu dương nghĩa là cũng cái vụ mò cua bắt ốc không mà cái ông Dương Văn Quế thì ông có tặng cái ngón tay út nè còn ông Dương Văn Năm này bên đây thì ông có tặng cái ngón này mà co ra không được dùng móc hang cua cái móc có bữa nó bể miệng hang cho em coi tao nói mày tin đi nhưng cái tướng ông Năm Sầu Riêng mà làm ăn cái gì được cái tướng Năm Sầu Riêng mà vô bữa 1-2 cái rồi dùng cẩu mà 50 tấn kéo lên ông chừng nhảy cẩu luôn chứ đừng nói làm ăn mò cua bắt ốc không mượn tiền nó chịu không nổi rồi nó cỡ nó cứu cho lụng quá rồi quỷ gì đâu không à nó bán không được anh nói mày tin đi mấy ông này là cái vụ mò cua bắt ốc không rồi cái tay ổng có tật cái ngón trỏ này móc có bữa bể miệng hang thì cho nó biết cho nó giỏi tao nói rồi anh nói rồi em tin đi y chang như ông Quế vậy đó ông Quế cũng vậy đó nó đi vô nó bà nào mà chịu cho nổi coi cái ngón tay út ông không có tật gì nè nó méo nè móc bể miệng hang bể luôn bể miệng hang luôn bây giờ là hai anh em mình trong rồi. Hai anh em mình trong coi là coi chừng là chiều nãy đi làng Hoa Sa Đéc rồi chừng là tối nay nó vô nó mò cua bắt ốc đó mò chứ không phải không đâu coi ngày mơ ra em coi đi coi cái ông Năm Sầu Riêng mà ra mặt mày tái xanh với chân gâu ghia xui xị với chân là chết rồi đó mà nói dặn nói với ông Năm Sầu Riêng đó
Nếu mà có xài liền như vậy đó là phải mua cái loại phi cô bạc ma ta xịt đi. Nói vậy chứ cái mảnh ruộng mình mà em cũng biết cái làng quê của mình là cái vùng đó là cũng cái vùng ruộng. Anh nói thí dụ mà ruộng đi, bây giờ đó là em muốn cày cái này kia nọ, khi là cái miếng đất vừa thu hoạch thì em muốn cho cái loại khuẩn bã này mà gã đồ nó mau mục thì ta phải xịt phi cô bạc ma cho nó tiêu, rồi em mới gãi cái hạt giống xuống để lờ mờ nó bệnh lùng xoắn lá hết trơn à. Đó, anh nói rồi em tin đi, dặn năm sầu riêng cho nó hay, để coi chừng nó bị nhiễm độc. Có bữa là chảy hạt giống xuống không có hột nào đâu ăn ở đó hộp cháo. Anh nói đi, anh nghi lắm mà chứ không phải không đâu. Bữa hổm là bà Tiền mới nói rồi, bà nói là dọn cái giường cỏ ông cho nó dọn giường cỏ bà cho nó ngon đi rồi mới trồng cái chuối được. Còn anh nói là xịt nấm chi cô đặc ma vô cho nó phân quỷ được ngon lành ha. Nó phân quỷ. Nếu mà mình gấp xài mình xịt ào 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 đại cho nó vô cho nó phân quỷ đi. Cho nó sạch sẽ. Rồi mình mới xài được chứ không thôi xài lơ mơ là chết đó chứ không phải không đâu. Trời ơi. Anh nhưng mà nhưng mà ông Năm Sầu Riêng là hôm nay là ông muốn banh với hai bà kia rồi, mà bây giờ bà ông là còn có một chút nữa thôi, mà bây giờ ông bay vô tiền là ông chết. Bài là chết chắc rồi chứ còn chết. Gì nữa. Chết chắc luôn rồi. Đó mà hai cái tuổi này anh nói vậy chứ. Trời ơi, dòng tuổi tức mà chó mà bẹt ghê mà mày nhắm, em nhắm có chịu sao nổi. Năm Sầu Nguyên là con dê mà con dê già, con dê còi. Dê còi. Với chó mặt ghê là nó quất một cái bay bổng lên núi luôn. Chịu không có nổi đâu. Anh coi cái tướng rồi thình tức sủ mùi mà gặp dê còi nữa. Nhỏ này dê còi. Là cái dạng dê còi mà gặp dê già nữa chứ. Dê già. Dê này là dê cái dạng dê hết đát rồi. Dê mà nó còn tơ đi, dê dòm thấy nó bỏ cồ thấy mê lắm. Còn dê già nữa nó bỏ tầm bậy tầm bạ không. Bỏ. Hồi đó anh cũng coi nha, anh mà giữ vịt ta cũng để ý hoài đó. Nhầm khi mà con vịt tơ mà vô nó đạp máy đạp cái éc cái rồi. Cái éc cái còn vịt già nó đạp nó trấn nước lên trấn nước xuống rồi đụng mở lát vịt máy nổi điên lên. Rồi nó cắn trở lại. Rồi chạy bỏ của chạy lấy người chứ làm ăn gì được. Bị hoài cái vụ đó đó. Rồi đây hang, coi chừng vô hang mò cua bắp mà sáng đêm không làm gì được hang, còn con Tiền nó quánh cho một cái chết luôn tại chỗ. Con Tiền con nhỏ này nó mê ngủ nữa, có làm gì làm mẹ ăn cái cho nó tê liệt mà làm không tới nơi tới chốn, rồi bắt đầu cỡ đâu cứ biết cái cảnh với nó cú cho lủng ngoác luôn. Trời đất ơi, anh nói rồi em tin đi, anh coi cái tướng này đó là cũng dặn bà con cô bác nha, từ dầm sáng tới ba láng phong điền nha, chợ ba mít nha. Rồi lên chợ Trường Thành nha, rồi ra dài dài đó bà con cô bác giữa lò tối cho giữ đi, đó là cái xiềng chồng lợi. Con nhỏ này tôi coi cái tướng ông là Năm Sầu Riêng Năm Khùng đó chịu không nổi đâu. Vô nó quất vài ba bữa là bắt đầu là sụm, rồi là bà con cô bác gần gần nó trồng mấy hả bà mà ra mừng cỏ mừng gác vậy là chết chắc luôn mày đó. Chứ là cái như là tiêu rồi đó. Rồi bắt đầu là nó quay về, rồi bắt đầu nó quay về, nó mới kiếp chồng của mấy bà đó, lo mấy bà lo mà kiếp. Nó quất liền mấy anh cha đi ra nó mần cỏ trồng rau má là mần cỏ mận gác tỉa đậu này kia, nó dòm ba bên bốn phía không có ai, rồi nó đè ngoài đó rồi chết luôn chứ đừng nói. Trời ơi trời, cái tướng của nó mà cái tướng của nó đụng hai anh em mình chưa biết gì làm lợi nó không nữa. Trời ơi. Người ta hôm qua em live stream á, người ta kêu em chiến vô đi, em la không được chết chắc. Giống chết như anh nói là rồi. Giống như nói là nói ông ba vậy đó, chết chắc. Cũng tội nghiệp ba ông ba. Ngày hôm qua bà con cô bác ở sớm người ta cũng chửi quá trời quá đất. Anh lên là anh thấy em còn kẹt bên bển, dạ. Anh lên anh xin năn nỉ người ta trước, lên kinh con hóng liền, bắn qua bên Mỹ liền, đoạn hóng thì nó lên diễn đàn 8:30 nó lên rồi. Anh lên anh nói bà con đừng có hiểu lầm, cho tôi xin nhận cái khuyết điểm này thay ông ba, bởi vì cái hoàn cảnh của ổng cũng khổ nghèo, rồi mấy ông kia gạt ổng này kia nọ thôi, bà con cũng thông cảm, đừng chửi ông ba nữa, dạ. Xin người ta cho dịu đó, tội nghiệp ổng quá đi. Mà bữa nay sao anh thấy ổng
Con thằng quỷ thằng Trúc nó dẫn lên cái bà nào mà lên đó 58 bộ, ông ba này ông khí chết nè. Khí chết nữa. Nó dẫn lên cái bà mà 58, 59 tuổi đó. Trời ơi cái bà đó còn dữ nữa, bà đó cũng 1910 với tiền à. Mà bà vô mà em biết bà đòi gì không? Bà đòi một đeo bông với cộng dây chuyền. Đúng rồi. Rồi mấy kia nó hỏi thôi chú ba ơi, ông ngoại ơi, ông về ông bán đất với cái nhà đi. Ổng thì thiệt tình. Mấy kia nó bán cũng vài trăm triệu rồi. Bà kêu bà quay ra bà khoái liền. Mà cái ổng nói cái nhà ở đậu người ta, cái bà ổng quay ngang. Trời ơi thiệt động trời, nói vậy mà lên kết nối yêu thương còn nửa đời còn lợi gì giữa gì trời. Mấy bà này cũng cái dạng ham tiền không em ơi. Chết rồi Chiến ơi, anh nói thiệt. Thì thấy ổng là có cộng dây chuyền với cái cộng dây chuyền với cái gái ra đeo đó, bữa đeo đi xuống tiền đó. Đó chắc thấy đó à. Mà nhà vàng giả. Vàng giả không à. Vàng á là cộng dây chuyền đó là tới cây lận, còn cái kia cái kiền ba chỉ là cây ba. Bởi vì con tiền nó dồn vô. Trời ơi bữa nay ông Năm Sầu Riêng, anh quên nói nữa. Cái ông Năm Sầu Riêng qua ông dồn. Ông dồn tiền mà em thấy nghe, anh thấy anh để ý ông nghe. Ông dồn xéo xéo qua bên này Chiến ơi mà. Biển tiền nó bận cái cổ áo quá rộng đi. Rồi nó đưa cái trái bưởi ra cái ổng lên. Anh dồn cái trái cổ ổng chạy lên, chạy xuống, chạy lên, chạy xuống. Lại biết dồn nước, nuốt nước miếng. Nuốt nuốt. Mà không biết ăn uống gì được không. Tối đêm nay là chắc chắn. Tối đêm nay là chắc chắn mà lụm nè. Lụm mà. Vô cái làng qua Sa Đéc. Bởi vì thằng gâu ghia này cũng dở nữa. Thì ổng biết cái tật, ổng hay nhiễu nước miếng gì. Người ta mua cái tả, người ta treo ngang đây nè. Cũng như mấy em bé vậy đó. Cái ổng là mấy gì mà treo mấy cái mít tùm lum hết trơn, mấy cái mít mà nó nhiễu nước miếng vô chổng rồi hư mấy cái mít hết trơn. Trời thiệt mấy này mà ăn thiệt không có ý tứ gì trơn. Trời ta treo cái tả ngang đây nè, trong Năm Sầu Riêng chảy nước miếng ông chén lên, bắt đầu chùi ngang nó dễ không, để ông nhiễu lên nhiễu xuống mà coi. Ăn bánh mì mà ăn cũng không được đấy, bị dòm không à. Ăn dòm tao nó gớt dưa leo gì ra tao nó tá lả cho em coi. Bữa nay tao thấy thiệt Năm Sầu Riêng cũng làm nhiều cái nhục tao quá trời quá đất thiệt. Ông bị ấy rồi, ông bị gói ông rồi. Gói rồi. Bị qua cái con nhỏ này, cái thần sắc nó lớn hơn cũng như nó trên màu. Em coi nó trên màu có tầm như ông Năm Sầu Riêng cái thằng lắc ấy. Ông xích ga cái lắc nhỏ kia nó làm gì kỳ vậy? Xích vô ông xích sao bị xích ga? Mà nó kêu mà nó ghi ông cơn ga không vậy trời, trời thấy đứt ruột luôn vậy trời. Thấy rồi, ông bị dưới màu rồi, ông bị dưới màu rồi. Bây giờ tình hình anh em mình sẽ đợi ngày mai coi như thế nào. Đó, anh sẽ đợi ngày mai mà giá trời cho cái cặp này nó dính cho ông Năm Sầu Riêng ông chết trận mình coi chơi. Nói thiệt tình anh nói rồi, anh nói là chịu không nổi con này đâu. Ông Năm Sầu Riêng mà vô rồi ép tới ép lui nha. Dùng vô mà thằng chừng tối nay nó bị không chừng nữa. Dùng thứ mà gán á. Gán rồi bắt đầu non dài gì nó ra nó quất một cái rồi bắt đầu Năm Sầu Riêng ông cung như cua nướng gì đây cái đi luôn. Nên ông nội tao trở tay còn kịp. Tao nói anh nói rồi em tin đi. Anh nói rồi là có chứ không phải không. Trời ơi tao dọn cái tướng không tao biết mà. Chỉ tình trạng nó hoài đó chứ không phải không đâu. Xỉu luôn đó. Xỉu đó. Bình trạng non dài gì nó sức gan cái một rồi nó bắt đầu gung như cua nướng rồi lật ngang đó. Chết luôn tại chỗ luôn, chết chẳng cho biết chí gì đâu không đó. Trời ơi là trời, anh chưa từng thấy trời nó thiệt tình không nói là trời. Ở đây đó anh ngày kia hỏi mấy cách đây 10 bữa rồi. Trời ơi năm nay làm như nó bảo gì cái vụ tên Thu Thu Văn bảo gì cái vụ Thu á. Trước thì ông Thu cái bà Dân chứ, bảo gì tên Dân, Dân bán bưởi. Rồi ra là cái ông Năm Sầu Riêng cũng hai tên Dân. Mà cái bà tên Dân đó, bữa nay bà xuất hiện nữa chứ. Hồi trước thì bà đòi trả nợ là 200 triệu với 6 tháng thịt tiền lời. Sau cái bà lên bà hạ giá xuống còn 120. Đó em coi đó. Rồi bữa nay cái bà hạ giá xuống nữa. Trời đất ơi, chị Dân ơi, tôi lại chị đi. Chị bây giờ đó, chị vô phương rồi. Cái đường mà chị tính mà chị trả nợ cho chồng chị đó. Thôi chị không biết tính để tôi tính cho chị.
cái tướng chị là làm cái nghề này hết sảy luôn. Cái tướng chị ra cái ngoài ông, cái ông Li Mét trưởng đoàn Khmer Kiên Giang đó, chị ra ngoài chị xin là đóng chằn, tướng bả mà đóng chằn là ngon đó, tướng bả đó cái gương mặt bả mà hát dù kê đấy em biết không, rồi bả đóng chằn, đóng chằn rồi lên mấy kia nó chặt đầu chằn xong rồi nó chặt lỡ rồi nó trúng một hai vết thẹo rồi nằm dạ người ta đó thường ta 200-300 triệu chứ chị dân, chị bây giờ chị đòi ai mà cứ rước chị, trời đất ơi trời, ai mà rước chị mà trả nợ chị dân. Tôi thấy chị xuống giá cỡ nào con được chứ chị xuống cái là còn 10 triệu giờ người ta không chịu nữa. Yeah. Tôi nói thiệt với chị đó. Yeah. Bây giờ bà con cô bác tôi nói chị dân bây giờ chị xuống còn 10 triệu cũng người ta không chịu nữa. Có ai đâu mà vợ đi chồng đi theo vợ bé, nó theo thì kệ bà nội nó, ai đòi tiền rồi bác thì theo nó mà đòi. Mắc mơ gì chị xích tiền cái chị trả. Chị là chị diễn cái tuồng kịch này tôi coi quá dở chị dân ơi. Bây giờ chị muốn gì vậy chị nghe lại là chị ra ngoài là cái ông trưởng đoàn Khmer Kiên Giang là cái ông Li Mét chị vô trong đó chị đóng chằn. Diễn vai chằn. Ừ. Mà cái mặt bá đóng chằn cũng được lắm mà. Trời ơi trời. Chứ không thôi là chị vô chị ở với mấy cái ông nào thiếu nợ nhiều đó. Chị vô chị ở với ổng. Biết chị không, người ta lại người ta đòi nợ cái chị nằm ở ngoài, ổng nằm ở trong, bị chị nằm cái bề lên năm tấc mẹ rồi ông kia ông nằm cái người ta lại người ta nói chú hai có nhà không, nó không có, bị chị mập đi lên bề lên năm tấc gì nè ta đâu có thấy. Trời ơi là trời, tôi nói thiệt với chị dân nha, tôi lỡ mà chị có về ở với tôi lỡ tôi ngủ quên mà tôi chung vô mấy cái chỗ ngộp của chị tôi cũng chết nữa. Em dòm cái tướng của bà coi. Nó xin lỗi mà nó mà chung vô kẹt nách cái gì là chết rồi chứ còn cái gì nữa chị dân. Tôi lại chị đi. Trời ơi có ai đâu mà nó sống cái sự đời trong cái năm nay nó diễn biến nhiều cái phức tạp quá trời quá đất ha. Nhiều cái em vui. Coi đó. Nhiều cái vui. Ờ. Chị dân này là cái bà Úc Dân, Úc Dân ở Trà Vinh á, tao cũng ngành đó mà thổi ở đó thì khỏi đi Trà Vinh thì dài dài đó chùa nhóc hết trơn vô đó cả lương Khmer là bên Trà Vinh là xuất sắc đó. Dạ. Yeah. Vô đó xin đóng chằn mẹ nó đi cho bả mà lận hai cái găng anh lên cái nữa giống chằn dữ à. Cho mấy kia chặt ra, cho mấy kia chặt chằn, cho mấy kia chặt à, rồi nó chặt rồi bắt đầu nó mà lỡ rồi bắt đầu nó trúng rồi nằm dạ luôn rồi người ta cho 100-200 trả nợ chứ bây giờ không biết. Đời. Ai mà ông nào vô mà xích tiền trả nợ bởi vì làm cái chuyện mà cái thằng Đinh Văn Non cũng vậy nữa, lên kết nói yêu thương mà bả nói như vậy mà nó để nó ghi vô, nó hỏi tên, nó hỏi họ, rồi mời mốt mấy thằng con của bả nó về nó nói trời ơi mấy ông không biết sao má tôi bả bệnh tâm thần á, rồi mấy ngày tao không biết sao à, trời đất ơi có ai trời ơi, không trời. Ừ. Anh nói thì anh nói như chiến em cũng bên kết nói yêu thương thì hỏi bây giờ con chỉ có đồng ý hay không. Bà lên cái mình lên, bà nói sẵn sả mà nó không hỏi quê quán ở đâu hay là chị ở đâu, con chị có đồng ý hay không, có nhất trí hay không mới được chứ. Cứ nó hỏi tên tên, nó hỏi tới rồi bà nói cái công chuyện của bà. Mời mốt hàng con bà tao giái à, nó về à, rồi nó đem cái giấy tâm thần rồi mấy này lại người ta. Trời ơi, trời ơi, thiệt nhục nhã gì đâu mà ngăn coi cái gì cũng không được hết trơn. Mà ngăn từ kia lên kia. Mà mấy này nó mận nó không có khai trương nè. Thằng Đinh Văn Non đó, nó mận nó không có coi ngày khai trương. Cho nó mới gặp tình trạng gì. Cái kinh nó là mới ra đó. Mới ra bị bà nội này luôn. Bị luôn mà. Cho nên nó anh cho gửi lời với thằng Non nha. Mày về mày coi ngày khai trương muốn mần ăn này kia nọ, coi ngày khai trương rồi lại cháu ơi chứ mần vậy là chú thấy không được rồi. Thôi bây giờ thì anh em mình ngắt tại đây, anh em mình đợi ngày mai, chuyện ngày mai của năm sầu riêng anh em mình tiếp tục bàn tiếp. Rồi ok rồi, vậy là anh em mình coi cái tình cảnh này coi sao nha, mời hai anh em mình lên bàn tiếp chứ. Rồi bye anh, rồi bye khán giả, bye. Rồi, anh là Kiệt ở Bạc Liêu, xin chào cộng đồng mạng. Chúc cộng đồng mạng và bà con cô bác được một đêm ngủ ngon, tốt lành. Ok.